Kính thưa quý vị, nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học tiếng Việt, đài Little Saigon TV hân hoan giới thiệu sự trở lại của chương trình Thế hệ trẻ Young Generation với Sophie Bảo Trân. Các em có thể gọi vào live để hát, đọc thơ hay gửi lời chúc cho gia đình để nhận được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ Young Generation chỉ có trên đài Little Saigon TV. Sophie Bảo Trân xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Trong mùa World Cup thì chương trình này được phát vào 6 giờ rưỡi chiều thứ ba sau cái chương trình World Cup và tin tức. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình này khuyến khích cho các em thiếu nhi gọi vào đài bằng cách là các em có thể gọi vào ở số phone 714-893-3264, một lần nữa 714-893-3264. Khi mà các em thiếu nhi gọi vào thì các em có thể hát, đọc thơ hay là kể chuyện bằng tiếng Việt. Và khi mà các em làm như thế thì các em sẽ được những phần thưởng, phần quà của các nhà tài trợ. Như là Bảo Trân có đây là phiếu đi uống boba ở Seven Leaves. Thêm vào đó là cô Julie Trần từ FFSI đã bảo trợ những cái phiếu đi ăn hamburger ở Carl's Jr. Và thêm vào đó là mỗi tuần Bảo Trân chỉ có một phiếu đi ăn ở nhà hàng Ngọc Sương trị giá là 20 Mỹ Kim. Cho nên là các em thiếu nhi có thể gọi vào đài để hát. Và kể cả như là nếu mà có mỗi tuần mà em gọi vô và các em mà đến và pick up cái món quà này đầu tiên trong tuần á, thì các em đó sẽ được cái món Ngọc Sương này. Thêm vào đó là ngay tại đài Little Saigon TV thì Bảo Trân có nguyên một thùng đồ chơi, món quà của FMG Insurance đã bảo trợ cho các em thiếu nhi. Và Bảo Trân biết rằng là tuần trước các em gọi vô nhưng mà không có dịp bóc phone được, tại vì các em khách mời thì có hát những cái bài hát bằng đàn piano và cho nên là không còn nhiều thời gian cho các em thiếu nhi. Nhưng mà tuần này thì Bảo Trân mời các em thiếu nhi gọi vào để hát và được tặng quà. Và trong lúc chờ đợi các em thiếu nhi gọi vô thì hôm nay Bảo Trân mời lại hai chị em. Đây là chị em nhưng mà mới nhìn vô thì tưởng là sinh đôi. Đây là Yến Linh và Mai Linh. Một lần nữa chào hai em. Chào chị Bảo Trân. Chào chị Bảo Trân. Hai em dễ thương quá. Bây giờ chị biết là em đã lên chương trình Thế hệ trẻ nhiều lần rồi. Bây giờ chị để cho các em tự giới thiệu một chút về mình để cho các khán giả nào mà chưa được gặp các em thì bây giờ em tự giới thiệu đi. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài Little Saigon TV 56.7 và em tên là Ý Linh. Em tên là Mai Linh. Em xin kính chào quý vị khán giả. Trời ơi, hai em này dễ thương mà ngoan mà giỏi quá. Vậy thì hai em học tiếng Việt ở đâu vậy? Làm sao mà các em có phải là sinh ra ở bên Việt Nam hay là ở bên Mỹ? Dạ, hai em sinh ra ở bên Mỹ. Ồ, giống như là hai sinh đôi vậy đó, trả lời cùng lúc luôn. Vậy thì khi mà em sinh ra bên Mỹ như vậy, làm sao mà em biết nói tiếng Việt trôi chảy như vậy? Dạ, em đi học tiếng Việt. Học ở đâu? Dạ, em học ở trường Một Vụ Việt Ngữ ở nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Chuyển Nhiệm Garden Grove. Ồ, vậy thì hai em học cùng lớp hay là học lớp khác nhau? Dạ, học cùng lớp. Học cùng lớp hả? Dạ, em trong lớp thì em học gì? Dạ, em học về mấy cái chữ mới. Như là chữ gì? Em không nhớ lắm nha. Bây giờ thì khó nói đấy, thì rất là khó. Hay là thôi để dành cho chị lớn đi. Bây giờ Ý Linh lúc mà đi học Việt ngữ thì em học và chương trình đó là lớp mấy của trường? Dạ, em học lớp 5. Lớp 5 của trường ha. Dạ. Vậy thì em học và trong lớp 5 thì em học được những cái gì? Mỗi tuần em có học về giống như phần của một cái câu á. Em học rất là nhiều về cái đó và em cũng có học nhiều các câu ca dao tục ngữ. Em có biết câu ca dao tục ngữ nào để chia sẻ với khán giả và các bạn không? Dạ có. Là câu nào? Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đần đứt dây. Vậy thì
Bây giờ em đã nói rồi, bây giờ chị đố em nhỏ nha. Em Mai Linh có hiểu cái câu ca dao tục ngữ của chị lớn mới vừa nói ra không? Dạ, câu mà chị em mới về nói có nghĩa là nếu mà mình có ba mẹ thì mình sẽ rất là may mắn, nhưng mà nếu mình không có ba mẹ thì nó sẽ rất là buồn cho mình, giống như một cây đàn mà nếu mà nó không có dây thì nó không có ích lợi và mình không có dùng nó được. Thì giống như nếu mình không có ba mẹ thì mình không có rất là có cái gì đó để làm. Hay là nếu mà một cây đàn mà đứt một dây thôi á thì có thể là mình vẫn chơi được cái đàn tại vì còn 5 dây đúng không, nhưng mà sẽ cái tiếng nó sẽ không có đầy đủ bằng. Cho nên là khi mà mình có cha mẹ, mình trong cuộc đời của mình, khi mà cha mẹ còn sống thì mình hãy luôn biết chăm sóc cho cha mẹ lại, mình biết yêu thương và yêu quý cha mẹ ha. Yeah. Rồi bây giờ là chị lớn là mới vừa nói một câu ca dao tục ngữ. Bây giờ mình chơi trò chơi là tới phiên em nói một câu ca dao tục ngữ và coi thử chị lớn có hiểu không. Okay. Rồi Mai Linh. Nó có một câu thơ này mà nó hơi dài nên em sẽ chỉ nói một vài câu thôi, nhưng mà nó là: ta yêu cha mẹ ông bà có người mới có chúng ta bây giờ, ta yêu anh chị em thơ lá lành đùm rách cậy nhờ lẫn nhau, ta yêu nội ngoại trước sau mối tình thâm thiết bền lâu đời đời. Vậy thì em nhỏ là có chiến lược rất là hay, lại có một cái câu rất là dài. Để cho không biết là bây giờ chị lớn có thể giải thích lại cho các bạn không? Vậy thì Mai Linh mới vừa nói một cái, kể ra một cái bài thơ, thì Ý Linh có thể giải thích cho các bạn thiếu nhi không? Trong bài thơ này có nhiều hơn một lời, nó có nhiều hơn mấy cái lời mà em cũng nói luôn. Nhưng mà cái đại ý của nó nói về mình cần phải rất là yêu mến đến những người phụ huynh, cha mẹ, ông bà và đến các bậc anh hùng mà đã hết lòng bảo vệ quê hương. Wow, hai em này giỏi quá. Vậy thì bây giờ chị đố hai em nè, hồi nãy em có một cái câu giống như là nó gần như là lá lành đùm lá rách. Vậy thì em nào bây giờ ai mà chụp được cái tay đó trước là sẽ được trả lời, ai biết câu lá lành đùm lá rách có ý nghĩa gì? Go. Rồi. Em hiểu câu không? Lá lành đùm rách là nó có ý nghĩa là mình cần phải giúp đỡ lẫn nhau, khi nào một người hay là gì đó cần giúp thì họ ví như cái lá mà nó bị rách thì cái lá mà lành thì cần phải giúp đỡ cho cái lá đó. Nó bao che lại. Đúng rồi, rất là hay. Rồi bây giờ chắc là tại vì cứ đố qua đố lại là chắc chắn là lát nữa phải có phần thưởng cho các em rồi. Nhưng mà trước khi mình tiếp tục cái trò mà bất ngờ này, không có tính trước là sẽ có một cái trò chơi như vậy. Nhưng mà trước khi mình tiếp tục á, bây giờ các em có thể giúp cho chị làm xứng ngôn viên, làm host của đài, và mời các bạn gọi vô và có thể giải thích được là khi mà các bạn gọi vô thì sẽ được món quà như sau không? Bây giờ hai chị em làm chung với nhau đi. Các bạn ơi, các bạn nhớ gọi vào vì đã mùa hè rồi nên mình không có bài tập để làm nữa mà. Nếu các bạn gọi vào thì sẽ được uống boba ở Seven Leaves mà nó rất là ngon. Rồi gì nữa? Nếu các em gọi vào thì phần thưởng nữa là được 20 ý kim từ Ngọc Sương và tiệm ăn này rất là ngon. Tại vì em đã từng đến đó rồi và nó rất là đặc sắc. Rồi còn món quà gì nữa? Hamburger. Đó là các em thiếu nhi đang tập làm xứng ngôn viên cho chương trình Thế Hệ Trẻ. Bảo Trân biết rằng là chắc mai mốt mà Bảo Trân đi vacation là chắc phải mời hai em đến đây và take over chương trình Thế Hệ Trẻ, quá rất là dễ thương. Và thưa quý vị, trong phần 2 khi mà chương trình Thế Hệ Trẻ trở lại thì quý vị có thể cho các con em thiếu nhi gọi vào đài ở số phone là 714 893 3264. Và xin mời quý vị giữ nguyên màn hình.